người nói và mặt còn này. Cái quạt này ai hướng dẫn em làm được cái quạt hay thì... em bán 25 năm rồi, tức là tự mua về treo lên. Treo được bao nhiêu năm rồi? Làm em phải lâu rồi, từ 2009 giờ đó. 2009 giờ mà cái quạt này nó cứ quay như này. Dạ, nó sử dụng thế. Hoa sáng kiến mà nó đỡ tốn điện nhỉ? Đúng không? Quá hay.